Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng với phần tin tức buổi sáng của đài truyền hình chúng tôi. Tiếp nối là phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Tài liệu rò rỉ cho thấy quyền phá thai bên bờ vực sụp đổ tại Hoa Kỳ. Theo dự thảo ý kiến được Politico đưa tin ngày 3 tháng 5 đã cho biết, tòa án tối cao có thể hủy bỏ quyền phá thai. Theo đó, tòa án tối cao đã tạm thời bỏ phiếu để đảo ngược luật phá thai, phán quyết mang tính bước ngoặt hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc ở Hoa Kỳ. Bản dự thảo được viết bởi thẩm phán Samuel Alito và được lưu hành bên trong tòa án nơi phe bảo thủ chiếm đa số. Theo dự thảo, luật cho phép hợp pháp hóa phá thai dựa trên án lệ là Roe v. Wade, ban hành ở Hoa Kỳ năm 1973 là sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu. Thẩm phán Samuel Alito viết trong tài liệu rằng, chúng tôi cho rằng Roe v. Wade phải được thay thế, đã đến lúc phải lưu ý đến hiến pháp và trả lại vấn đề phá thai cho các đại biểu dân cử. Trước đó, vào năm 2021, tiểu bang Mississippi yêu cầu tòa án tối cao đảo ngược phán quyết về việc cho phép phá thai. Thống đốc tiểu bang Mississippi đã kêu gọi tòa án tối cao gạt bỏ quyền hiến định cho phép phá thai để giữ vững đạo luật cấp tiểu bang nhằm cấm việc phá thai sau 15 tuần thai sản, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Các tòa cấp dưới đã phản đối đạo luật của bang Mississippi và gọi nó là cuộc tấn công cay độc vào quyền phá thai và trái ngược các tiền lệ của tối cao pháp viện trước đây. Tòa án gồm 9 thành viên do phe bảo thủ chiếm đa số sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đề cử 3 thẩm phán, dự kiến đưa ra phán quyết vụ Mississippi vào tháng 6. Truyền thông nhấn mạnh rằng tài liệu mà họ thu được là một bản dự thảo và các ý kiến có thể thay đổi cho đến lúc đó. Viện nghiên cứu Gamache cho biết nếu dự thảo được thông qua, ít nhất 26 tiểu bang của Hoa Kỳ chắc chắn hoặc có khả năng cấm phá thai. Thượng nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi chấm dứt hợp đồng với Citibank vì thúc đẩy du lịch phá thai. Hôm 29 tháng 4, trong một lá thư gửi cảnh vệ trưởng Thượng viện, Thượng nghị sĩ Steve Daines và là chủ tịch của Sea Life Caucus của Thượng viện, cùng những người khác đã viết quyết định của Citibank tài trợ cho việc đi phá thai của nhân viên, công nhân vi phạm luật tiểu bang. Điều này cho phép sự coi thường tính mạng của thai nhi và khinh thường ý chí của người dân tiểu bang, nơi Citibank là chủ các nhân viên trong công ty. Nhóm Thượng nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại sâu sắc đến hành vi của công ty này. Các Thượng nghị sĩ liên bang viết trong thư nhất quán với chính sách liên bang gần 5 năm qua chống lại việc sử dụng tiền thuế của người dân để chi trả cho việc phá thai. Thượng viện không nên được điều hành bởi một công ty quảng bá phá thai theo yêu cầu và thúc đẩy phong trào thức tỉnh woke, cũng như ủng hộ chương trình ủng hộ việc phá thai. Bức thư cho biết cảnh vệ trưởng chịu trách nhiệm phân phát thẻ tín dụng Citibank cho tất cả thành viên của Thượng viện, bao gồm các văn phòng lãnh đạo và ủy ban khác nhau, để thanh toán cho các chuyến bay do người đóng thuế tài trợ, đồ dùng văn phòng và các hàng hóa khác. Ông Dennis nói với cảnh vệ trưởng Thượng viện, Citibank đang trả tiền cho nhân viên ra khỏi tiểu bang để phá thai, hành động được coi là bất hợp pháp ở tiểu bang của họ. Do đó, chúng tôi yêu cầu ngay lập tức chấm dứt hợp đồng hiện tại của Thượng viện với Citibank và không ký kết bất kỳ thỏa thuận hợp đồng mới nào với Citibank. Văn phòng cảnh vệ Thượng viện của bà Karen Gibson không hồi đáp về vấn đề này. Quay sang Colorado, cảnh sát liều mình chặn chiếc xe chạy tốc độ cao để cứu người. Sở cảnh sát Adam County, Colorado cho biết lần đầu họ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát tiểu bang vào khoảng 11 giờ khuya ngày 12 tháng 4. Họ được thông báo có một chiếc xe hơi đang đi về hướng Tây trên làn đường hướng Đông tại cột 328 dặm trên Interstate 70. Sau khi nhận báo cáo, nhiều cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và dừng các phương tiện lưu thông theo hướng Đông tại cột 310 dặm để ngăn chặn những vụ va chạm có thể xảy ra. Để bảo vệ an toàn cho những chiếc xe khác, một cảnh sát dũng cảm không ngần ngại đậu xe giữa hàng chục chiếc xe đang dừng lại với người tài xế đang lạng lách với tốc độ cao. Đúng như dự đoán, cảnh
cảnh sát này và người tài xế kia đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng. Do tác động của lực va chạm rất lớn nên hai chiếc xe trượt ra xa hơn 42 mét và dừng lại trước một chiếc xe tải đang đậu. May mắn thay, cảnh sát và người tài xế và mọi người trên Interstate 70 đều không bị thương nặng. Sở cảnh sát Adam County cho biết sau khi sự việc xảy ra, viên cảnh sát và người tài xế được đưa đi chăm sóc y tế. Sở cảnh sát Adam County đăng những bức ảnh hiện trường lên trang Twitter cho thấy thiệt hại nặng nề của chiếc xe bị do va chạm, đồng thời ca ngợi viên cảnh sát vì hành động quên mình. Sở cảnh sát Adam County viết trong bài đăng, chúng tôi rất biết ơn vì thương vong duy nhất là vài chiếc xe dừng lại trên đường. Nếu như không có viên cảnh sát dũng cảm nhanh chóng hành động, xe cộ trên Interstate 70 sẽ bị va chạm, có thể sẽ có người mất đi mạng sống. Nhiều cư dân mạng hưởng ứng bài đăng và ca ngợi lòng dũng cảm của viên cảnh sát cùng cơ quan thực thi pháp luật. Tin từ Massachusetts, thiết bị biến nước biển thành nước uống không cần lọc. Thiết bị mới do giáo sư John Wunhan và cộng sự ở Viện Công nghệ Massachusetts phát triển tạo ra nước uống từ nước biển chỉ với một lượng điện nhỏ. Phiên bản hiện nay của thiết bị chỉ nhỏ cỡ một chiếc vali. Thiết bị sử dụng lượng điện nhỏ hơn bộ sạc điện thoại thông minh, có thể lấy năng lượng từ pin mặt trời di động trong trường hợp không có sẵn bộ pin lưu trữ điện. Thay vì sử dụng bộ lọc hoặc chân cất, thiết bị sử dụng một công nghệ do MIT thiết kế mang tên phản cực tập trung Iron ICP, được giới thiệu lần đầu cách đây 12 năm. Các nhà nghiên cứu bơm nước biển qua một kênh dẫn hẹp nằm giữa hai lớp màng tích điện, một lớp màng tích điện dương và lớp màng còn lại tích điện âm. Khi nước chảy qua điện trường giữa hai lớp màng, những hạt như phân tử muối, virus và vi khuẩn bị đẩy vào kênh dẫn nước phụ để thải ra ngoài. Lúc này, kênh dẫn nước chính đã được lọc sạch và khử mặn tương đối, nhưng vẫn có thể chứa một số ion muối. Vì lý do trên, nước đã lọc sơ bộ sẽ tiếp tục chảy qua một module thẩm tách bằng điện. Tại đó, lượng muối cuối cùng còn sót lại sẽ bị loại bỏ. Dù bước này liên quan tới dẫn nước qua một màng trao đổi ion, giúp tách ion muối khỏi lớp màng để tái sử dụng. Và cuối cùng thì nước chảy ra từ vòi phun của thiết bị, vượt qua tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh hệ thống hơi phức tạp một chút do tích hợp quy trình nhiều giai đoạn. Phiên bản hiện nay có thể sản xuất 300ml nước uống mỗi giờ với mức tiêu thụ 20W giờ điện mỗi lít. Han và cộng sự đang làm việc để tăng cường công suất của thiết bị. Tin từ California công bố danh tính 3 thi thể phân hủy nặng nề trong ngôi nhà ở thành phố Irvine. Theo nhật báo Los Angeles Times, nhà chức trách vừa công bố danh tính gia đình 3 người được tìm thấy trong tình trạng thi thể bị phân hủy nặng nề trong ngôi nhà ở thành phố Irvine. Hai người trong nhà là ông C. Poirier, 63 tuổi và bà Karina Poirier, 54 tuổi, được nhận dạng nhờ hồ sơ răng từ phòng mạch nha sĩ. Cuối tuần qua, điều tra viên tin rằng người chết thứ ba là con trai của họ, anh Morgan Puri, 21 tuổi, nhưng thông tin này vẫn đang chờ được xác định bằng kết quả DNA. Gia đình này từ Canada đến miền Nam California. Cảnh sát nói cả ba người nhà Puri đều có vết thương do đạn bắn. Một khẩu súng cũng được tìm thấy tại hiện trường và sự việc đang được điều tra theo hướng sát nhân và tự sát. Cảnh sát không cho biết người nào có vẻ bị bắn và người nào tự bắn. Trước đó, cảnh sát Irvine đến ngôi nhà trên đường Riverboat vào ngày 6 tháng 4 để kiểm tra tình trạng người trong nhà theo yêu cầu của một họ hàng. Theo nhà chức trách Canada, người họ hàng cảm thấy lo ngại do không liên lạc được với gia đình Poirier trong hơn một năm. Khi cảnh sát đi vào ngôi nhà, họ tìm thấy ba tử thi bị phân hủy nặng nề của ba người trưởng thành. Irvine là thành phố có giá nhà đắt tiền tại Orange County. Sự việc không ai hay biết có người chết trong nhà suốt một năm cũng là chuyện lạ. Trang mạng Unicorn họ thấy bà Karina Poirier từng nộp hồ sơ xin ly dị chồng Sherry Poirier vào tháng 11 năm 2019 tại thành phố Orange, California. Hồ sơ không cho thấy vụ ly dị được tòa án giải quyết như thế nào. Một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.